Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 5, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Đại tá Vũ Như Hà sinh ngày 7 tháng 11 năm 1970, quê quán ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cư trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Vũ Như Hà đã từng trải qua các vị trí công tác, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an. Đại tá Vũ Như Hà thay vị trí của ông Thái Hồng Công, người làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn từ tháng 7 năm 2020, vừa được Bộ Công an cho thôi chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Vũ Như Hà khẩn trương tiếp nhận công việc mới, tiếp tục đoàn kết cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, động viên cán bộ đảng viên tiếp tục đoàn kết, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Như Hà hứa sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa, phát huy thành tích, truyền thống của các thế hệ Công an tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng nhiều năm qua, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể và sự giúp đỡ của nhân dân trong tỉnh, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phối hợp quản lý thị trường vàng, ngày 12 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường hiệu quả các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất phối hợp cùng các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp công cụ theo quy định pháp luật, nhất là Nghị định 24 để quản lý, điều chỉnh chặt chẽ, hiệu quả thị trường vàng, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá. Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giám sát, quản lý, điều hành thị trường vàng, có hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua bán vàng, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách găm hàng, đẩy giá của các tổ chức cá nhân liên quan, gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng. Đối với công ty SJC, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tiếp tục thực hiện ngay công tác bình ổn thị trường, thực hiện chính trị để ổn định thị trường vàng, phối hợp thực hiện chỉ đạo của các cơ quan chức năng có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thị trường vàng. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và động thái điều hành kiểm soát thị trường vàng trong thời gian tới, người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro. Trước đó, trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới, đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng theo đúng quy định pháp luật, quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh vàng miếng, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật, buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 24 năm 2012 của Chính phủ để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chính sách quản lý thị trường vàng phù hợp với thực tiễn, đúng quy định pháp luật, có công cụ kiểm soát, quản lý hiệu quả, hiệu lực đối với thị trường vàng và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vàng. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, yêu cầu các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng theo từng lần, kiên quyết không để chậm trễ, hoàn thành chậm nhất trong quý 2 năm 2024. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã họp với chủ đầu tư, các sở ngành và huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi để nghe và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, ông Ngô Văn Dụng báo cáo những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trong đó khó khăn nhất là giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu phục vụ thi công. Từ đó dẫn đến không có điều kiện thi công dự án, một số nhà thầu thi công trên công trường đã di chuyển thiết bị đi nơi khác. Việc lên khối lượng thanh toán, hoàn ứng, giải ngân vì thế cũng bị trì trệ theo. Đại diện lãnh đạo huyện Bình Sơn, địa phương có diện tích đất quy hoạch xây dựng đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi nhiều nhất với 105 hectare cho rằng khó khăn lớn nhất là việc xác định tính chất pháp lý đất đai, xác định giá đất. Vì thế địa phương hiện chỉ mới phê duyệt được 6 phương án bồi thường, đạt 4,9% tổng diện tích phải thu hồi. Đối với thành phố Quảng Ngãi, địa phương đã phê duyệt 5 phương án bồi thường, đạt 1,9% tổng diện tích cần thu hồi. Huyện Tịnh Sơn phê duyệt 3 phương án, đạt 1% tổng diện tích cần thu hồi. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao theo dõi tiến độ dự án. Hiện dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi chậm tiến độ mọi mặt. Cụ thể đến nay, bàn giao mặt bằng mới chỉ đạt 15,5%, giá trị thi công đạt gần 4 tỷ đồng trên 2.350 tỷ đồng, tương đương 0,17%. Các nhà thầu thi công chưa hoàn thành thủ tục khai thác 9 mỏ cát được Ủy ban Nhân dân tỉnh khoanh định phục vụ dự án, chưa tập kết máy móc, nhân lực để thi công công trình. Toàn công trình hiện mới chỉ huy động được khoảng 70 nhân lực, 20 máy móc thiết bị, nhưng hiện đã rút khỏi mặt bằng thi công hơn 50%. Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi dài 26,88 km, có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương 1.300 tỷ đồng. Năm 2024, vốn bố trí cho dự án là 420 tỷ đồng. Hiện đang đề nghị trung ương bố trí thêm khoảng 600 tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng dự án trọng điểm có vốn đầu tư lên đến 3.500 tỷ đồng, nhưng nhân lực, thiết bị thi công vắng như chùa Bà Đanh, khởi công gần nửa năm nhưng giá trị thực hiện chỉ mới đạt 0,17%. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và cấp ngành địa phương liên quan dựng tiến độ chi tiết thực hiện dự án theo thực tế phù hợp với tình hình bàn giao, mặt bằng, vật liệu, năng lực của đơn vị thi công trên công trường, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 5 năm 2024. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung huy động nhân lực, thiết bị để triển khai thi công, kịp thời chỉ đạo lập các thủ tục nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đảm bảo yêu cầu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn cho dự án. Tích cực và chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa và đánh giá tác động môi trường các khu tái định cư của dự án trong thời gian sớm nhất, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Khẩn trương lập trình thẩm định, phê duyệt tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, làm cơ sở triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đối với chính quyền thành phố Quảng Ngãi và các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng phương án thực hiện trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành.
tích cực hơn nữa trong phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, tổ chức triển khai xây dựng các khu tái định cư, xác định các vị trí ưu tiên triển khai thi công. Liên quan đến vướng mắc trong công tác bồi thường đối với việc trồng cây hàng năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền nêu rõ, chính quyền các địa phương liên quan cần chủ động giải quyết theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Sở Giao thông Vận tải với nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi việc triển khai dự án, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để có chỉ đạo đưa ra biện pháp nhằm đảm bảo tiến độ dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi thực hiện đúng theo yêu cầu và kế hoạch đã đề ra. Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thời điểm đó phát lệnh khởi công vào ngày 24 tháng 12 năm 2023. Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có điểm đầu giao với đường Trì Bình - Dung Quất thuộc huyện Bình Sơn, điểm cuối của tuyến đường kết nối với đường Hoàng Sa tại nút giao đầu cầu đập dâng sông Trà Khúc, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi. Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 21 vào năm 2025. Mặc dù dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đã được khởi công gần được nửa năm, tuy nhiên hiện công trình này đang rơi vào tình cảnh chậm toàn tập.